Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại PS News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Tiếp tục cập nhật những diễn biến xung quanh ồn ào của Hot Streamer Virus sau khi nhận được bức tâm thư dài từ phía trang Pháp. Ngay lập tức thì Virus đã có những phản hồi nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Trước đó vào tối ngày 5 tháng 2, trang Pháp đã bất ngờ đăng tải bức tâm thư gửi đến Virus giữa lùm xùm với phía Phương Anh. Cụ thể, nội dung bức thư liên quan đến những lùm xùm xoay quanh câu chuyện reaction MV của nam streamer gây tranh cãi suốt thời gian qua. Cô thẳng thắn nhắc nhở Virus nên chọn lọc ngôn từ và có sự tôn trọng nhất định đối với các sản phẩm của các nghệ sĩ khác. Đồng thời khẳng định việc Virus chê bai thậm tệ ca khúc của người khác không khác gì việc làm cha nhưng chê con của người khác xấu. Ngay sau bài đăng của trang Pháp, Virus cũng đã có những động thái phản hồi nữ nhạc sĩ. Cụ thể, anh thừa nhận mình sẽ chú ý hơn trong việc phát ngôn, thế nhưng bày tỏ quan điểm reaction là cảm nhận cá nhân, có thể đúng, có thể sai, nghĩ gì nói nấy và không có ý định đả kích hay tiêu cực. Cụ thể, nam streamer cho biết, trước hết nếu như trong phần em reaction có làm gì ảnh hưởng đến chị hoặc làm chị buồn, thật lòng em rất xin lỗi. Chị chủ động nói cho em biết những gì chị suy nghĩ đã là quá quý hóa rồi. Reaction là cảm nhận cá nhân nên em có thể đúng, có thể sai, nghĩ gì cảm nhận gì nói nấy thôi ạ. Thật lòng em không có ý định đả kích tiêu cực gì, có thể ngôn từ của em mỗi người sẽ hiểu khác nhau ạ. Em sẽ lựa và chú ý hơn về ngôn từ mình dùng nhiều hơn. Em làm reaction không vì điều gì ngoài muốn nói ra cảm giác của mình, suy nghĩ của cá nhân mình thôi ạ. Nếu ai cũng lựa lời, không dám nói lên quan điểm của mình, thì em nghĩ tính cạnh tranh sẽ không có và cái nhìn thực tế về nhiều yếu tố ạ. Im lặng là giết chết nghệ thuật và cái mà tất cả chúng ta cùng làm. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc trang Pháp đăng tải bức tâm thư dài gửi đến Virus được cho là cách đây 4 năm, Virus đã từng reaction MV Từ Hôm Nay. Sản phẩm debut của Chipu do nữ nhạc sĩ chấp bút và có lời nhận xét khá gay gắt. Chính vì những lời nhận xét thẳng thừng này mà cộng đồng mạng cho rằng trang Pháp đã có bài đăng bày tỏ thái độ rõ ràng trên trang cá nhân. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về quan điểm của Virus thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Chúng mình là S News và hiện tại chúng mình đã có mặt trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như các bạn quan tâm thì hãy truy cập xuống đường link, bọn mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn nhé.